Đây là ơi, mình đi đâu? Mình ba lại cho kéo nha. Đây là xe 2. Đó, còn bộ trên người có Bella dây chuy, rồi trái banh, cái vỏ, chai nước suối. Wow, giờ người ta dọn về. Xong rồi. Rồi, chị đang lục chiến lợi phẩm. Đây, chiến lợi phẩm của Bella. Wow, đó. Còn bộ ly đụng này được vậy. Wow. Thịt được hai chai nước nè. Kẹo nè. Wow. Hai cái ly nè. Đó, chiến lợi phẩm của chị đó. Nhớ bê vào. Hồi nãy nó cho đó. Là thích không?